Cả nhà đây nè, cả nhà trời ơi thấy cưng chưa, cái này hôm nay Kim nhận được 2 thùng quà nhưng mà Kim không biết là của ai nha các bạn. Bây giờ Kim phải khui ra, cái này là từ ở Pháp gửi đến các bạn. Đây nè, Alemach, Alemach là mà tiếng Pháp đọc là cái gì không biết, mình đọc theo kiểu tiếng Anh hay là tiếng Đức rồi không biết ta hiểu không. Ale Mẹ Aleman, Alemat, Alemat Alemania. nè. Ancient English, Alemania. À Pháp phân khai Alemania is Aleman, Deutsch. Aleman Deutsch. Alemania is Deutsch. Aleman Deutsch. À so. Còn cái này á là Germany cũng là Kim. Nhưng mà để ai ai gửi đây thôi nha. Kim xin lời. Rồi bây giờ Kim sẽ khui cho cả nhà xem nha. Anh ơi hiếp anh. Hier, hier, bây giờ Kim khui cái này ra thử coi là cái thùng này là cái gì mà không biết ai gửi thì không thấy cái địa chỉ của người gửi các bạn ơi. Cái thùng này 2 kg, đâu có tới 2 kg đâu mà sao họ ghi trong đây 2 kg không đó. Đó. Kim tưởng là Kim đặt đồ trên Amazon bây giờ nó về nhưng mà thực sự ra là không có. Mà các bạn biết không, hôm nay là hàng mà Giáng sinh đó các bạn. Tiếng Đức nó gọi là Weihnacht hả? Hàng Giáng sinh họ gửi á, cho nên rằng là nó không có. À, đi. Đó. Cái này là à đâu phải, cái hàng này hàng của Nhật gửi qua, đúng rồi, hàng của Nhật. Cái này là phủ bạc các bạn nha, phủ bạc cho tóc nè. Đó, nâu bạc, nâu nâu đỏ nha, nâu đen nha các bạn nha, 2 hộp. Đó, nâu đen. Phủ bạc nè các bạn, cái loại này xài rất là tốt luôn đó. Các bạn hôm bữa đó Kim nói đó, bây giờ Kim đặt cho khách hàng. Còn cái thùng này là ở Pháp tới các bạn ha. Bây giờ Kim khui ra. This is one Dạ, thằng khai. Đó. Này ở Pháp tới, còn cái này là Kim đặt cho khách hàng đó các bạn. Cái đó là hàng của Nhật. Cái đó là còn phủ bạc rất là tốt các bạn nha. Tóc của mình đó, các bạn thấy không, mình lớn tuổi mà tóc của mình đó, nói là già đi cho nó nhanh. Đó. Mà tóc của mình nó ra dài mà tốt lắm các bạn ơi. Đó. Nhờ cái phủ bạc này mình gọi nó không có chất ammoniac cho nên nó làm cho cái tóc mình đen mượt. Kim bán được lắm các bạn, Kim bán hàng này cho khách của Kim á. À đây rồi, một cái thùng quà này là của khán giả của Kim tặng nha các bạn nha. Đó, ôi toàn là đồ ăn không. À đúng rồi, để Kim nói về cái câu chuyện này cho cả nhà nghe nha. Bữa hổm mà Kim thèm ăn bánh ít trần, Kim đặt cho Sen Hồng làm, nhưng mà gửi từ Việt Nam qua đó các bạn, nó không có ok. Gửi từ Việt Nam qua thì nó khó khăn sao đó đó, cho nên là Sen Hồng nó nói thôi, thì thấy lâu quá không trả lời, Kim nói thôi khỏi gửi nữa. Thì cái cô này nè, cô Hồng Lê, cô Rose Lê ở Pháp nha các bạn. Cô nói rằng là chị Kim ơi, chị thèm, chị muốn ăn đó, em làm cho chị ăn. Chứ đặt ở Việt Nam qua cực quá, mà gửi tiền gửi thì mắc nữa. Đó.
Kim biết, Kim thèm ăn mà Kim không biết làm các bạn, cho nên đây là cô Hồng Lê, trời ơi cổ gói kỹ ghê cho nên các bạn ơi. Để Kim coi cho coi cái này là cái gì. Trời ơi, mới thấy bánh ít trần nè các bạn mới biết nè, đó là cổ nói để cổ làm, cổ gửi qua cho Kim ăn. Thấy tội nghiệp không các bạn, sẵn làm cho con cái ăn là làm cho Kim luôn. Một người đàn bà rất là đảm đang luôn đó các bạn ơi. Còn đây là à si hạt cà rác đi, si hạt si mát thằng cái nâu sau vi gulat for this nè. Đó trời ơi tội nghiệp chưa, một bò kho nha các bạn, một hũ như vậy chắc cũng phải 2 kg á, nặng lắm. Ừ, ký mấy á các bạn. Đó, cái này là bò kho là cổ tặng cho ông xã của Kim tại người Đức. Thấy thương không? Tặng quà cho vợ mà cũng phải tặng cho chồng nữa nè, trời ơi chết rồi. Vậy bây giờ Kim cũng phải gửi quà Giáng sinh qua cho mấy đứa nhỏ. Còn cái này, ôi, mai là Lip Lin S à. Cái này là xôi khúc các bạn. Trời ơi, cổ làm kỹ lưỡng cho các bạn này, cổ hút chân không luôn. Đó, cổ làm bánh khúc á các bạn, xôi khúc á, người Bắc họ nấu cái này rất là ngon luôn. Đó, làm cho Kim nè, thấy thương chưa? Xôi khúc nè. Còn cái này là bánh ít trần. Bánh ít trần này, cái này màu xanh này chắc lá dứa này rồi màu trắng nữa các bạn. Trời ơi, tội nghiệp ghê chưa? Hồng Lê ơi. À, chị cảm ơn em rất là nhiều nha em gái. Trời ơi, ăn cái này nhớ đời luôn các bạn ơi. Kim nói Kim thèm ăn bánh ít trần, Kim đặt cho Sen Hồng. Với lại lúc đó thấy Sen Hồng mới có mở tiệm ra làm ăn buôn bán các bạn, Kim muốn ủng hộ Sen Hồng đó, cho nên là Kim đặt những cái món mình thích ăn đặt cho em Sen Hồng nó làm cho mình. Nhưng mà sao nó kiếm chỗ gửi không có hay sao á, là gửi không được cho nên nó không làm. Rồi lâu có thấy nó không trả lời gì hết, Kim mới nói để hỏi Sen Hồng thôi coi sao. Rồi Rosalie nói với Kim là thôi chị muốn ăn để em làm em gửi qua, mà coi nè các bạn là thấy thương không. Này là bánh ít trần nha các bạn, hai màu, trời ơi làm đẹp cái chưa. Lá dứa đậu xanh chắc là nhân mặn ở trong này nè các bạn đó. Thấy chưa, gửi cho Kim nó thấy thương không các bạn. Chết rồi. Kim rất là cảm ơn em Hồng Lê nhiều nha. Cái này phải đăng lên trên cái video của Kim đó, để cho cả nhà nhìn xem ha. Đây nè các bạn, cái này là xôi khúc nha. Trời ơi, gửi cho chị Kim nhiều quá, có để lại cho mấy đứa nhỏ ăn hay không, gửi cho chị Kim nhiều quá, thấy thương các bạn nè. Đây nè là khán giả tặng cho Kim nha các bạn nha. Cô Hồng Lê, Rosa Lê, thương quá trời thương. Còn cái này là phủ bạc, là Kim đặt cho khách hàng, Kim đặt ở Nhật, hàng của Nhật các bạn nha, Kim đặt cho khách hàng. Bây giờ họ gửi về rồi đó, đây, với lại là, với lại gulat. À, cái này là bò kho nha các bạn nha. Trời ơi, cổ làm kỹ rồi cho nè, đó. À, cổ gói lại trong một cái bao bóng như thế này. Đó, rồi cái túi xong rồi cô bỏ cái hộp này nữa. Cô gói rất là kỹ, 2-3 lớp luôn, không có đổ ra một giọt nào, hay ghê luôn. Rồi, Kim xin cảm ơn Hồng Lê rất là nhiều nha. À, Kim xin dừng cái video tại đây nha các bạn nha. Kim cũng muốn chia sẻ cái niềm vui của mình qua cho các bạn cùng nghe. Đây là quà của fan của Kim tặng nha các bạn nha. Đây là quà đó các bạn, nó từ Pháp gửi về. Kim xin cảm ơn Hồng Lê rất là nhiều. Chúc em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nha. Cảm ơn em nha em nha. Rồi, Kim xin chào tạm biệt, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau nha các bạn. Bye bye.